OK, chẳng dừng ai màu test cho mùi năng quay sau studio dừng tích hay là cụ này nóng bị feature viện tích chẳng đó thì ai rô viên nó lại start bán hay đặt ở quay sau studio tới về miền này chẳng cũng cho lắm khi nha mùi quay sau studio code á quay sau studio code này cứ ai để IPC rồi mẹp develop chạy tôn cho mùi IPC nó viết đôi not paid chẳng hay có đôi supply như editor IPC này và đây quay sau studio bị bọn một hình pin ní vì hiện thông chiến VS Code bởi dường chẳng biết là ba quy mô hình chân hai vì miền category buôn nó lại nè rùm đang à nè mùi tiết phạm chả tì mùi ní cứ dân phở cho mùi nâng ca clone repository ai clone cho mùi Azure ai clone cho mùi nâng GitHub Bitbucket rồi có agency tờ đại dân ai store cho repository bàn ok hay tiếp pin ní cứ dân ba project dân tam dạng solution đại là cục hẹp thả file solution bởi dân sống khăn trên kia nâng cứ dân ai ba tam nâng bàn hay nâng mùi tiết cứ ba tam folder bởi dân trong folder project dân nơi ná dân ba tam dạng vào category tiếp bay nâng máu hay nâng tiếp buồn ní cứ dân thua ca bạc cao project thứ mấy ok hay nâng trong khối kế cứ dân thua ca cho tất cả vai trò sử dụng đã ở toàn miền bạch check rồi có ở toàn miền sọt cột ấy vậy chẳng dương ai cho mưu feature về sẵn hay chạm dương tập bạc cao bạch check thamay mùi chẳng chia default cứ viên màu bằng nâng ok nên so mà cả lại anh tiết cứ phần này càng điện này càng chuyến còn bạn thấy phê khá vi ọt màu ấy hay có phê khá tiết có viên màu đài này càng chuyến nâng ok nhiệm bài này chẳng chỉ tu tới vi ai default màu bằng nâng chuyến đám crown và đó hay nâng cái đảo này cứ editor và dường kháng stam này và phê solution và phê team và phê agent tờ hay kháng khổm này cứ và phê output và phê tệ tôn cho mùi nâng error và phê mistake anh xin xin tiết chúng này kháng chuyên này cứ tệ tôn mùi server tệ tôn cho mùi nâng connection ấy cứ nơi này kháng chuyên nâng tưởng ngọt ok chẳng phê chờ vì bài trái chìa block bên nâng hay kháng nghe tưởng ngọt cứ vì nâng khăn ông vừa dũ vô tì hoa tha bắt solution explorer bật solution explorer thì ông cho ví dụ bạn hãy vô solution explorer màu ok lúc này càng đi thì họ tha thì ông nia chọn file tiếp tục cho mùi năng git chain rồi có git repository click lưu viên máu viên đừng rút một này kháng hãy xem automatic tận nát còn bên này thì ông nia ai đồ viên này đặt viên nơi chuyên của bạn nơi của bạn này nè panel của viên đặt được cả đa đặt được này càng lừa này càng chuyên này càng sorry này càng đam này càng chuyên hay nâng càng khổ đó nát và nãy chỉ default viết cứ nâng càng stam chân càng stam ní viên miền hay tiết thêm explorer có viên nâng càng stam đài ok hay dương ai connect được càng ấy thêm explorer nâng cứ Azure Cloud Azure DevOps nâng GitHub được gồm Git Repository dương nâng em mới tiết dương ai ba tệ tôn cho mùi nâng server explorer tới cứ viên rồi nó phải càng chơi nhỉ trong một hệ server connection ấy cứ nó càng chơi được ngọt ở thì họ dùng chọn ba tiện tông chỉ mùi nâng error list trong viên nâng rút automatic mà càng khổ mỏng toàn nát ok chứ nâng cứ feature bảo viên đại dương chọn prà trong một bát ấy muối ai hồ viên không có dùng ở thì họ ha lỡ là khu cho solution explorer miền phải check không nâng mà chọn xem ra được ní ở miền là nâng nghề trong từ rồi nè chẳng màu không có dù tức khơi nhỉ là nó chẳng lấy nó có sống khăn đây bạn lưu khủ lưu quý vô màu và hàng được ngọt nìa dù ra hạt ấy và cao bởi chiếc hai bắt solution explorer đọc bên lưu khủ bởi tôi bởi cao như file là tựa như form ấy chẳng tới đó nìa ở đằng tôi bởi cao nên nè rồi là solution explorer được ngọt khơi chẳng nai nôm được ngọt nìa tịch tịch nói dừng mà mưa ca nghe nó lưu mình nuôi hàng lưu ní thì chẳng à lưu ní mình nuôi chả cả đá lấy cái heo ấy nè cái này là cục bung ô lớn nè miền sấy cái này ok miền ấy này tiết miền ấy này tiết miền lạnh à thanh này tiết nhưng hai thằng mày chân hàng lớn mà núi và to pi mà núi hết thu bà ok thu bắp xén thu bọc xén to đó ok hình chân nó không ví dụ là cụ đang đi theo ao mùi mùi solution explorer dùng hợp viên sự nghiệp thu ấy ok hình chân solution explorer này cứ chia cái lại để dựng tục solution này project bao nhiêu chẳng thể chăm tha được không vai sở studio này được có ASP.NET dựng này cứ min file solution mới sống khăn trên kề đây là solution mới min project mới pi bay buôn không nặng
đó đó có phải thay phải check mũi miễn solution để mũi gì solution mũi ai mình phải check chờn ưu thì họ đi thân nạn nâng chân mặt tục chân mặt tục viên tầm nàng ngồi solution ai tục ở ấy bán mũi bị bày buồn chân ngạc ở ấy mũi bị bày buồn nâng viên cư chìa project đó đó chân cả ấy mũi ai miễn được nông bật tục bây giờ ưu thì họ cả ấy lấy xam của mũi chân miễn được nông bật tục nâng hay miễn được nông bật tục mũi tiền đó ở thì chân toàn lại nâng á ok còn là chăm ha solution mũi miễn phải check chờn và check mũi ai miễn solution phi gì chăm phân nâng ba này ok chân solution explorer này cứ việc tục project folder project nâng solution bỏ project dừng git chain nâng git repository mình đây ha việc cứ chia panel mũi ao dừng phở chạy thông mũi git để chia commit post pull lên chân tự rồi gọi phương ca cho mũi nâng Azure repository team explorer chân cứ chia panel mũi để dừng phở sẽ mẹ phương ca connect cho căn Azure đều off rồi gọi git repository bởi dừng to mà tiết miền tại tôn chủ mùi nâng server explorer cứ viên nơi lại ní cứ dân phở viết sử dụng phương connect cho căn server là con lọc hall rồi có server tam là ok worldwide dân tử chẳng bộ dân miền server worldwide dân sử lệnh lưu viên mắt dân rừng data source bộ viên mắt như ai connect bà này ok to mà tiết viên miền actual server actual object explorer chẳng cứ chia panel mũi để viết thuê ca nghe cho mũi actual server cho mình không cầm tờ dương miên actual server chẳng phải để dương cho connect nít cứ viên đừng tiên vô server name dương màu tỏ nát còn bên này bỏ miên tế dương ai thuê ca connect viết tam dạ network tam dạ local và tam dạ cloud để chẳng tử ok và to mà tiết dương miên test explorer click lưu viết tới cho mũi viết tới lại nè admin rút mà lại nè tế cứ viết bài panel thamay mũi chân technique cứ dùng phở viên sử dụng phương ca test để tôn cho mùi nâng sát code bởi dường ok hay có chiếc feature mùi đài lực của đài phở đá mùi tiết cứ GitHub code pilot copilot chat chân anh ấy tâm feature thông mây gì để dùng ai sang in cho mùi nâng Git bởi dường tới dùng ai phở code pilot nâng bàn này chân code pilot nâng đi chỉ AI bộ Microsoft hay thật ok chân ai check viên language tích ok chân to về nâng tiết miền cookie explorer bookmark call history nâng chân là khu xong ọt demo ọt nâng mặt tiết đi tại sao vì ọt sẵn khăn hay có vì ọt phở đại chân là khu xong phù màu error list chân error list ní cứ chia panel mũi đại viên bả hàng roll error tự ọt nâng nâng code dưỡng nâng nâng thì họ thay đó nếu ta sẽ code đọc bả tọt miền error nơi bả tọt tị bấy ok thoáng character mũi nát viên phép dương tiện nâng lại nâng ok hay output chừng output này roll ca nghe để dương thua ca định bác viên đừng thua ca output mistake màu về dương định bác chính thức viên generate ra code tini thua ấy cứ viên đừng bà hai những output năng này thay lý này còn là chỉ lý để dương thua thay ai khá nập nông nâng hay xong khăn mùi tiết nó cứ thu bọc chừng thu bọc này cứ viên đừng này càng chuế chừng ở toàn miền form thu bọc nó có ở toàn trên mà đại to tại miền form ok và tao mất tiết dương miên tiện tôn cho mùi nâng notification ở dòng khăn tế hay nâng order window chứ order window này cứ miên trào comment window miên code coverage miên load test run miên data thu lên chân tử chân lực hữu xông ọt và hai nguyên tiết tế để xa chia cái lãnh để dương ọt sơ phở về chân nó xong mà cái lãnh tiết đây dòng khăn nó cứ property nè property window chân khi dương click property tới cứ viên nộp này kháng chuyện ok chúng việc chạy đại cái riêng solution hay là property khi việc bài chạy chỉ pin này giờ bên này dương ai tiền việc đặt được hàng khổm ok hàng khổm cái địa bàn này đặt hàng khổm chân máu chân solution được hàng lớn property được hàng khổm chân roll form roll object ấy được off viên được hai được không property dương là ngay ok chân càng nghe chỉ muốn nâng explorer này và to tiết chân là cuộc sống thay một tí ok bây giờ ai đọc được tí ấy được gặp em được tí ấy ok chân anh ấy block git nên nối git chứng bản thân chỉ dương mưa nông ví dụ bản miền tây chứng anh hở nó không git nằng clone rồi có create repository vậy chẳng tới project này cứ dương add cho mười data source để bác này dương hở viết sẽ thưa ca run run project về dương analysis này còn là chỉ code clean up hay nằng run analysis sẽ check mưa error gọi để bác chuyên nghề chấm này tool này có bên này sầm khăn đấy nó không nâng còn là vì dương trong và thêm tool ấy còn này database còn này server add server ấy chẳng tới rồi có dương ai phải chuẩn mùi nâng library đây sầm khăn mùi tiết cứ Google Package Manager nè ok chẳng hạn nâng thì ở đây dương khoa
connection ឬក៏ connector អញ្ចឹងយើងទៅ download ពី NuGet ហ្នឹងមកបន្តមកហ្នឹងទៀតមាន extension អញ្ចឹងយើងចង់តឡើង extension អីអាចចូលក្នុងនេះមកហើយមួយទៀតគឺ window អញ្ចឹងយើងមានប្រភេទអីខ្លះនៅកន្លែងនេះចង់បង្ហាញនៅលើYSL Studio យើងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាអស់ហើយមានប៉ុណ្ណឹងហើយក្រៅពី view នេះមាន tool នេះមួយទៀតដែលសំខាន់អញ្ចឹង tool ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់បន្ថែមអីលើវាយើងត្រូវចូលអា NuGet នេះអូខេដែលលោកគ្រូបង្ហាញសប្តាហ៍មុនថាក្នុង NuGet ហ្នឹងគឺវាមាន library ទាំងអស់នៃអូខេតាក់ទងជាមួយនឹង .net របស់យើងហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតយើងមាន file នេះដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើត project ថ្មីបង្កើតបើក project ដែលមានហើយហើយនឹងធ្វើការ clone តាក់ទងជាមួយនឹង project ដែលយើងមាននៅក្នុង Git ឬក៏នៅក្នុង repository ណាមួយអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងមួយ Visual Studio របស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយទាំងអស់គ្នាអត់តន់ច្បាស់ឡើយណាអាចសួរបានអូខេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូល file យើងអាចចុច new project អូខេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមាន category 3ដែលយើងត្រូវមើលទី1គឺនៅកន្លែងនេះវាចេញដំបូងគឺចេញបែបនេះ all language អញ្ចឹងយើងចង់ប្រើភាសាអីគេលោក recommend ឲ្យទាំងអស់គ្នាប្រើមួយ C# សម្រាប់ ASP.NET ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ platform អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺ platform ទាំងអស់ដែលមានជាមួយ Android, Azure, iOS, Linux, Mac, Windows ហើយនិង Xbox អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាចរក្សា all platform ដដែលហើយនៅក្នុង all project ខៃនេះយើងអាចរើសយកតាក់ទងជាមួយនឹង web អញ្ចឹងយើងហៅមើលមកមាន web អូខេមួយនេះ webអញ្ចឹងនៅក្នុង web application របស់យើងវាបែងចែកជា2មាន web ធម្មតានិង web API កន្លែង platform ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយក web API យើងធ្វើការងារជាមួយនឹង API បើយើងយក web តទេគឺយើងធ្វើការងារជាមួយនឹង Blazor web app យើងធ្វើការងារជាមួយ .net Aspire starter application ចានេះគឺជា .net ថ្មីដែលទើបចេញមកទេដោយសារតែលោកគ្រូ check មើល version ចាស់ៗអត់មានទេទើបឃើញនៅក្នុង version ហ្នឹងទី3នេះគឺវាចូល ASP.NET Core Web Application របស់យើងហើយដែលប្រើជាមួយ Razor Pack ហើយមួយទៀតគឺ ASP.NET Core Web API និងមួយទៀតគឺ ASP.NET Core Web API Native អូខេហើយមួយទៀតនោះគឺមាន Razor Class Library មាន ASP Core MT មាន ASP Core Web App ជាមួយនឹង Model View Controller អូខេអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគួរតែប្រើជាមួយនឹង ASP មួយណាដើម្បីអាចរើសយក project ហ្នឹងឲ្យត្រូវព្រោះអីវាមានច្រើន project ណាមកក្រុមនេះវាមាន ASP នេះ .net web អូខេ ASP.net web application .net framework ទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចរើស project 2ប្រភេទទី1គឺប្រើមួយ .net core ទី2គឺយើងប្រើមួយ .net frameworkអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឲ្យតែឃើញមានកន្លែងណាដែលគេដាក់ខាងក្នុងនឹងថាជា .net framework គឺវាប្រើមួយ .net framework ហើយដូចជា ASP web នេះមួយអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ .net framework ហើយហើយបើសិនជាអត់មានដាក់ .net core ទេអញ្ចឹងវាជាប្រភេទ .net core អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតទាំងអស់គ្នាអាច search នៅកន្លែងនេះដាក់ថា web ហើយ enter មួយមកអញ្ចឹងវានឹង recommend ឲ្យយើងឯងថាប្រភេទ web ហ្នឹងយើងប្រើមួយណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ project ដែលយើងបង្កើតហ្មងគឺលោកគ្រូ check មើលមិញអាចមាន2ប្រភេទទី1គឺមួយនេះ ASP.NET Core Model View Controller ហើយទី2គឺយើងប្រើ ASP.NET Application .NET Framework អញ្ចឹងយើងប្រើ2 project ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាបង្កើត project អីអាចមកមើល project 2ហ្នឹងសិនអូខេអញ្ចឹងទី1លោកគ្រូប្រើមួយ .NET Core សិនដែលរើសយក ASP Core web app ជាមួយនឹង model view controller អូខេហើយយើងចុច next មក select លើវាហើយយើងចុច next អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឈ្មោះ project របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថា aga អូខេ project អូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាឈ្មោះ project យើងដាច់ខាតកុំដក clear អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ underscore ឬក៏ដាក់សញ្ញាដាស់អញ្ចឹងទៅហើយ location វាគឺលោកគ្រូ recommend ឲ្យបងប្អូនដាក់វានៅក្នុង drive D ទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចូល drive D ទៅយើងបង្កើត folder មួយមកសម្រាប់តាការងារយើងនឹងទៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យជន់ការងារគ្នាច្រើនឬ folder ណាដែលយើងគិតថាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ
chung lưu đặt project. Okay, chung mini repository đã lưu tục. Okay. Hãy thử chăm tha bê đẹp bạc cao thái, đơn tha bạc chế những nơi nạp hồng. Bởi dạng tập bạc cao thái, bạc bạc chế cổ ở thường. Chương trình này và to tiết. Chương đoàn lấy này cứ chia bộ phê .NET để dương thử phở. Chương trình phần lìa máu. Vì miền .NET phần 7 chất nhưng phần 10 chất xin mẹ phí bọn đọc ở mập hệ phì. Còn bây giờ tưởng học phở framework 4 chất vì anh miền .NET ở chạy tông chủ mùi nâng bay .NET pram mê dương tử. Chương nơi cổ lấy này dương anh default .NET phần 7 máu. Hay authentication type này dương default lưu màu tục viên năng thôi mà đá. Hay lại thích configuration HTTPS này cứ dương thích viên thôi mà đá từ. Ở cái này mình đi thà nó bị để dương run và check cứ đại khái nó lưu browser dương thử phở HTTPS anh ấy phở HTTP 3 này. Hay mới tiết cứ cái này dương thử là container dương bởi dương trong và cao viên chủ mùi nâng Docker chủ mùi nâng ấy dương ai phở thích nâng tới hay dương và cao Docker container mới đồng bị tục viên. Docker container nâng mình đi thầm mạch. Mình đi thà viên cứ chưa lẹ cả nạ dương hào công tình ở mỗi sự mẹp tục và check nâng rồi có run à file nâng. Hay bởi dương bị phía ở đây tức mình đây là dương mình hosting mùi. Chính dương tục và check nâng nâng hosting nâng tức dương ai run viên nâng lãnh nâng cả bàn đây. Docker được khi nìa dương ai thư bạp nâng. Ok. Chính của tôi bị rước bên nâng hát dương cho create màu. Ok, chính dương bàn đẹp thông cho mùi nâng Aga Project Overview mối. Ok, hay việc đặt tha ASP.NET Core. Ok, chắc dương bởi lia solution này Florida dương máu. Dương khơi miên phải check dương mùi bần này. Solution bởi dương chúng ta Aga Project. Hay dương miên folder phải check mùi chúng ta Aga Project đài. Trên đó thì ai tự bảo mơ tiện tôn cho mùi nâng folder phải check dương bán. Tha nâng trong folder phải check dương miên này khác. Ok, cho chút mùi khẩn này. Hoặc với miên tế. Chúng xong bởi lia component mùi. Bởi lia bởi dương mùi cho. Ok, Open container file. Chẳng mùi này. Chẳng mùi này cứ chia phần check bởi dưỡng. Ok, đã miên folder phần check khéo mùi. Hay khi nông nâng miên solution explorer mùi. Hay nâng file, hay nâng chọc folder phần check dưỡng mùi khi nông này. Ok, chẳng mùi tiết tệ tông chứ mùi .NET Core. Thật ta tưởng hóa như cầm not make. Bởi xin chia phần check nâng miên sạp. Rồi có copy bí lực hữu tử. Chẳng phê đẹp bài phần check hay tưởng hóa như phần lìa vi máu. Chân chúm nói tìm mối dương khơi miên biện dependency. Chân khăn ông .NET framework kia phở biện dependency ấy. Kì phở biện reference. Hay nó khăn ông .NET Core kì phở biện dependency. Tìm mối tìm bí dương ai check mơ nó khăn ông property viên bán. Ok. Chân viên nâng cầm nót tha chìa phở phết .NET rồi có phở phết ấy. Cứ nó khăn ông nâng ấy cứ nó khăn ông target framework này. Chúng ta get framework này kịp hợp .NET phòng 7 chất chúng mình đã viết chia .NET Core. Bởi dân chia phần phê .NET framework với cái này kia ở dương rước vô framework mà anh buôn chất phèm, buôn chất phòng mùi, buôn chất phòng phơ, buôn chất phòng 7 dân tử. Ok. Chúng với mình phần nâng tiện tôn cho mùi nâng cả bà cao project mùi .NET Core bởi dưỡng. Hai từ mục tiết là phụ nâng bà cao project thông mây mùi tiết. Chúng ta ở đây ai xa là bóng răn project này bán để còn để trôi từ cái này nè. Dương bởi lìa với máu. Chân phải check dưỡng cứ dưng rồi vô HTTPS môn nâng mình để dưng thích nâng. Chân khuyên viên default HTTPS nâng nâng ớt. Hay dưng ai rồi vô web browser máu. Chân dưng phở cho mùi nâng Google Chrome, Firefox, rồi có Internet Explorer. Chân trên default viên show up ở dưng cho mùi Microsoft Edge. Chân là cũng xung đô từ Firefox vĩnh. Hay dưng ai chấp đàm trực lơ animation nhà này máu. Cứ dưng ai run về bàn này. Chẳng như gặp phụng đại địch bạc hơi dừng run project nâng tiệt. Hãy bắt đầu bị run đa hơi. Viên nâng tự bạc tệ tôn chữ mùi nâng. Ok. File in Firefox bởi dưỡng. Hãy dừng ai hồ mơ tệ tôn chữ mùi nâng. Nhi dừng bàn này. Tệ tôn chữ mùi nâng web page dừng. Thay viên mình tụng rung bạc mấy. Hãy viên chênh màu bạc mấy. Ok. Chẳng chăm tích sấn. Ok, chân mùi này cứ localhost port chất sắp cao quy này cứ chia URL bỏ project dưới này. Hay HTTPS dưới cứ nâng lại nè. Nè, cả tui này. Chân bởi xanh dưới đô chính đạt là HTTP cứ error rồi.
chân không đi về miền alert ri tiết dừng sub ri and continue mà chân mới này cứ chỉ web page bây giờ welcome ok aga project home privacy hai đồng viên footer nó càng khổ này ok chân khỏi bị dừng bậc cao project hai dừng bàn project phần nặng anh được lấy này cứ admin li pha lấy tế tại sao tại vì và hai in đánh ví dụ bây giờ vô màu ok chân khỏi bị tẹt tông cho mùi nâng dương ran về phần năng hái dương màu mưa tại tông mùi project dương tịch project structure chân được nông project structure aga project này vì ban trái chip này mà chuẩn luôn được chia connection service chân bên đây dương chọn connect được căn service mùi nào chỉ cloud chỉ azure chỉ azure từ to về năng dương mình dependency này chỉ library bảo vi ấy chân nông năng dương chọn part time ấy dương add dependency bàn to về năng tiết dương miền property chương property này cứ chỉ file line setting để dương ai cũng not từ lơ tại tôi chỉ mới property mà chỉ nuốt xem nhập và check bởi dương rồi có URL bởi dương nặng hay và to mà tiết dương miền tại tôi mới www root chương việc cứ chỉ file root bởi dương để dương phở xem nhập từng cá ok tại tôi mới phải check miền để chia ce ce hay nặng file lib ở chương tờ rồi có image rồi có icon này nó không nặng và to về năng tiết dương miền controller này cứ dương phở viết xem nhập thứ ấy và chia từ lứa webpack bởi dương hồi webpack na trên môn webpack na trên khỏi ấy cứ nâng không controller nâng ấy model cứ dương phở viết xem nhập phương cá chủ mùi nâng data connect cho căn data b rồi gặp cao tệ tôn chủ mùi nâng query ấy cứ ai phở nó không model nâng ấy ví dụ này cứ tệ tôn mùi webpack bởi dương đại dương cao viết chia index page chia home page rồi gặp chia fcc nhân tờ nó không nâng hay nó không ví dụ nâng cái miền home chẳng là bây giờ tổng hợp này bậc cao controller mới viên bậc cao folder mới hay là không folder nâng viên là chọc file và dưỡng miền này khác ok chẳng bậc file dưỡng miền mùi bị bấy chẳng là không home nâng ok cứ dưỡng nâng tình cả file mùi bị bấy nâng ngày tam giờ controller bậc chìa chẳng là dưỡng miền index nâng privacy chẳng là bây giờ tổng hợp này click nâng lưu privacy nè chẳng viên là link tập cán ok file privacy bởi dưỡng đại miên được nông folder home nâng chứ như khuyên dùa ở viết private privacy cứ home privacy ok chương bật to vì nâng tiết cứ dưỡng khuyên folder share chương folder share này cứ tiệm tông chung với nâng layout bởi dưỡng chương ạp này khẳng lưu khẳng khổng footer ấy nâng đại dưỡng design man sát sát nâng cứ nâng nông layout nâng này đó nên chọn customize thì customize nâng layout nâng tờ ok chương chọc vì nâng tiết cứ dưỡng miên app setting .json chương app setting .json này cứ chia file configuration mùi tiết để dùng phở dùm nhập config từ lượng app và dùng nặng trong ai việc bật hàng ấy rồi gọi bật ấy đi sở bỏ lấy kinh thông năng được hỏi mùi tiết cứ program.cn này để tôi mùi program.cn này cứ chia một hết file C# để dùng phở dùm nhập thuê ca control web page dùng thằng mùi thà ai việc run từ lượng route mùi na từ lượng controller mùi na ấy chẳng tử ok chứng structure bỏ core.net core bởi dưỡng dùng ASP .net miên phân nặng hay tỏ nia ai bạc cao sản bóng bạc cao viết hay thuốc ca customize viết bản chứng lực hữu xung và chọc viết phân nặng hay bạc tỏ tiết dương nâng từ bạc cao và chiếc mùi tiết ok đây viết chỉ bộ phết .net framework hay chấm dương dô viết một bệnh thiếp nhất ha ta .net framework nâng .net core viết khóc nhiều bạc mình ok chứng lực hữu xung script và nít tục sấn okay, chứng stop thì bật viền môi máu, stop vậy ta, chứ những bật thì chào về. Ok, chứng xong bài quay sở studio mà đón tiền, làm bài ban pi project. Ok, hãy dừng vô create new project máu. Chứng cái này là khu rửa vô C sharp tại đây hay đường web tại đây, hay là khu đặt theo web. Ok, enter môi máu, hãy dừng romer .net framework chứng môi nhỉ. Ok, chứng dừng select lên đi môi máu hay dừng chơi này. Mình đây là lúc của phung đặt bạc cát và check cho mùi nâng .NET Framework hay từ lưu web application ok, chắc chỗ đó nếu dừng anh đã cho mua project nâng được cái này aga project ok, project ok, hay dừng rưu viê đạn từ khu nông directory để dừng chọn tục viê đài máu ok, chắc chỗ mua được cái này và xin dự viên chọn cái này là lúc nâng đồ cho mua nâng tích rồi có customize viên tích tới ok, project. Yeah, select folder.
Okay, chẳng vì phép the directory is not empty. Chẳng dừng đâu chúng mua Aga project underscore method framework. Okay, chẳng okay vì nơi cái lại framework nè. Sầm khăn chứng kế thật tổng ốc này phở framework phẩm mạng trọng nơi lại nâng. Chẳng thử rưu hỏi trời. Chẳng chìa tư tới lực hù recommend tổng ốc này phở framework chạp pin phẩm mũi trọng pin tử. Là sao ấy? Phẩm mũi trọng pin dừng ai phở cho mũi MySQL bàn. Chẳng dừng integrate MySQL connector tới gọi đây rồi. Còn bây giờ tổng ốc này phở khổng phẩm mũi trọng pin connector ốc cho bệ. Ok, chẳng nốt lại nâng tục. Hai mũi tiết nó phê đã tổng ốc này phở cho mũi nâng phân asom. Chẳng bởi tổng ốc này phở khổng phẩm mũi trọng ốc ai phở phân asom file bàn này. Chẳng thử phở version đó nên framework nó chạp pin phẩm mũi trọng pin từ từ ai support mũi phân asom file bàn. Chẳng ở lớp phân asom vi lan ở phân asom sách kể chẳng phân asom sách tổng ốc này recommend này phở cho mũi nâng buôn trọng phẩm vầy từ vì ai support cho mũi phân asom sách bởi dường. Ok, còn bởi này vì ai nâng ốc support cho mũi nâng mạng actual. Chẳng nâng chạm pin dương riêng đo nâng chạm cất tiền. Chẳng là lỡ recommend phở framework trong khối buôn trên phòng bấy. Ok, bạn phần năng ấy dừng create mùi máu. Chẳng là lấy ní vì miền option chọn tiệt. Đó như trong bậc cao .NET Framework Web Application nâng. Chỉ mùi nâng MT và check. Rồi có chỉ mùi web form. Rồi có chỉ mùi MVC. Rồi có chỉ mùi web API. Rồi có chỉ mùi single page application. Chẳng dừng ai rửa dọ bàn. Chẳng muốn nâng lực của bậc cao .NET Core cho mùi nâng ấy. .NET Core cho mùi MVC thật. Cái đặt .NET ASP.NET Web Application. Hãy cái ba vùng cái chọn View sorry Model View Controller. Chẳng khả nông ní có đôi khi nhận đài. Dương cua tại bậc cao project trong tập rung MVC nâng đài. Chẳng dương rửa dô MT của bán. Rồi dương rửa dô MVC direct tầm mong của bán đấy. Còn bản thân bởi tưởng học này rửa dô MT ní. Đó là thật thích nâng lãnh MVC nè. Chẳng nốt lại nâng tục á. Thật thích nâng lãnh nâng. Và đó là rửa dô MVC hát. Ở trong mạch thích nâng tiết đề. Ok. Chẳng lãnh ní được khi viên miên configure for HTTPS. Chẳng lãnh nâng bởi dương đọc về chính. Dương ai phở HTTP bàn về để rằng. Còn bản thân là phụ recommend nơi phở viên tới đồng bây. Cảm ơn security dương đại. Hai mươi tiết viên miên Docker support và dương thích nâng lấy nít dương ai connect viên chủ mùi nâng Docker file bàn. Rồi có Docker container bàn. Chẳng dương ngọt toàn score Docker ở dương bạch phở tế. Ok, chẳng rước tập phân nâng hai. Đó nít cho create màu. Ok, chẳng khỏi việc create hai dương màn phải check mùi đôi chỉ mùi nâng. Ok, phải check mùn chẳng. Còn đây mùi việc phở lưu framework. Mùi việc phở lưu core. Ok, chẳng mùi nè cứ structure phải check bởi dương. Bạn nâng, chẳng khơi miên folder chọn chứng môn. Hai, tại tông mùi library bảo viết cứ viết phở reference. Lấy ní, phở reference. Chẳng ca đài dương trình nắm ban thao viết chia .NET Framework cứ nơi cái lãnh reference nâng ngay. Viết mến chia dependency dễ, xin mẹp library để dương thử add và chôn. Tiếp cứ dương mưu từ lưu property nè. Dương open property máu. Chẳng dương khơi target framework viết cứ viết phở .NET Framework. Chẳng hẳn cứ chia phổ phê framework ấy. Mình chỉ có phép call thôi. Tại sao? Còn bây giờ bởi vì chính là .NET phẩm bay, .NET phẩm mũi, .NET frame. Chẳng vì cứ chia .NET call. Ok. Chẳng to mà tiết cứ vì mình tạo tông cho mùi nâng app data. Chẳng app data này raw data để dương phở ấy chẳng dương ai tục nông nâng. Hay mùi tiết cứ app start. App start này vì mình bay file cứ bundle config. Ok. Mùi này chỉ bundle config. Đại viết thuốc ca tiên vô script tưởng ổn đại miên không phải check dương vô mộc hợp. Tiếp cứ filter config cứ tạo tông chỉ mùi nâng ks từ lưu handle error mà chẳng đuốn được không nâng. Hay đừng tiếp bấy cứ route config. Chẳng route config ní cứ chia cả lãnh đại phải chia URL bởi dương. Mình đây đã cầm not URL ở trên bài bởi mệnh. Cứ được không route nâng ngày. Ok, to màu khẳng khổng tiết cứ miên content. Chẳng được không content ní cứ viết store tục roll bootstrap file rồi có phonasm file ấy nó không nâng tầng off để tôi mới content. Hai và to phải nâng dùng mình controller chứ controller được để ảm môn chẳng vì mình tuần là tìm mỗi cư phải chia từ lứa ví dụ bởi dường. Ok, ai ví dụ nà chênh môn, ví dụ nà chênh khối, ví dụ nà chênh màu máy cư nó không nâng ngay. Một đấy cứ đôi khi nè cứ dân phở cho mùi nâng data khẩn này chẳng cần database store data.
ឬក៏បង្កើតប្រូបទីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅមួយទៀតយើងមាន script អញ្ចឹងឲ្យតែពពួក JavaScript គឺយើងត្រូវ store វាទុកក្នុង script នេះទាំងអស់ query jQuery ក៏ដោយអាចក៏ដោយគឺទុកក្នុងហ្នឹងឯងអូខេហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺ view អញ្ចឹង view ដូចគ្នាយើងអាច store ទុក file view ក្នុងហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងក្នុង view ហ្នឹងមាន share គឺដូចគ្នាមាន layout មានអីចឹងទៅអូខេមួយទៀតគឺ global ASAX នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការកំណត់ទៅលើមានការកំណត់ទីគឺការទាញយក file នៅក្នុង app start ហ្នឹងយកមកប្រើអូខេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បន្ថែមអីនៅក្នុង app start បងប្អូនត្រូវ config វានៅក្នុង global ASAX ហ្នឹងដែរអូខេ package config អញ្ចឹង package config នេះមានន័យថានៅក្នុងប្រជិកយើងហ្នឹងមាន package អីខ្លះដែលយើង add មកឧទាហរណ៍ថាប្រើមួយ MySQL connector អញ្ចឹងនៅក្នុង app config នេះឬក៏ package config នេះត្រូវតែទាញវាចូលមកដែរអូខេចុងក្រោយគេគឺ web config អញ្ចឹង web config នេះគឺតាក់ទងជាមួយការ configuration នៅលើ web របស់យើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរនេះចង់ integrate crystal report ចូលអញ្ចឹងត្រូវតែអូខេរុញ crystal report ចូលក្នុង configuration នេះដែរឬក៏តើអ្នកនរចង់តឡើង PDF នៅក្នុងតាក់ទងជាមួយនឹង web របស់យើងក៏ត្រូវ configure វាក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ .NET framework គឺមានប៉ុណ្ណឹង structure របស់វាហើយយើងអាច run service វាបានដោយសារមុនហ្នឹងលោកគ្រូ config វាទៅជាមួយនឹង Firefox ហើយហីចឹងកន្លែងនេះវាអត់ទៀមទាទៀតទេគ្រាន់តែយើង click start ទៅវានឹងរត់ទៅកាន់ Firefox របស់យើងអញ្ចឹង mistake នេះបងប្អូនឃើញនៅមុនហ្នឹងហីវាគ្រាន់តែជា suggestion មួយដែលវាសួរថាយើងចង់ប្រើ CVIIS ហ្នឹងក្នុងទម្រង់ជា SSL certificate អត់អូខេដើម្បីការពារ security របស់យើងអញ្ចឹងបើអត់ទេយើងយក no មកហើយបើយើងយក yes វានឹងបង្ហាញមកផ្ទាំងទៀតបែបនេះអូខេ security warning អូខេអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងយកចេះទៀតអូខេគឺវាអត់ទៅមុខគេដោយសារយើងអត់មាន certificate សម្រាប់ install ទេអញ្ចឹងយក no មកអូខេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ run បញ្ជាក់ដូចគ្នាអូខេបើយើងមាន certificate កន្លែងនេះគឺអត់ចេញបែបហ្នឹងទេ direct មកចូល web browser យើងមកអូខេអញ្ចឹងចាំមើលថា .NET framework ជាមួយ .NET core dashboard វាខុសគ្នាអត់ចឹងមួយនេះគឺ .NET framework dashboard វាបែបនេះខាងក្រោមនេះជា footer ខាងលើនេះជា header ហើយកណ្ដាលនេះគឺជា content របស់វាអញ្ចឹង style វាយ៉ាងខុសគ្នាបន្តិចក្នុងការបង្កើត web page ដល់ណាក៏ប៉ុន្តែ structure វាដូចគ្នាដូចគ្នាត្រង់ណា view model controller ដូចគ្នា3ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង .NET core ក៏មាន3ហ្នឹងក្នុង .NET framework ក៏មាន3ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នារៀន ASP.NET MVC apply វានៅក្នុង core ក៏បាន apply វានៅក្នុង framework ក៏បានអូខេមួយទៀតហេតុអីបានជាគួរតែប្រើមែនហេតុអីបានជាទេបងប្អូនអាចសួរលោកគ្រូបានថាហេតុអីបានជាយើងគួរតែប្រើ .NET core ឬក៏គួរតែប្រើ .NET framework ថាតើពេលណាគួរប្រើអាមួយណាពេលណាគួរប្រើអូខេមួយណាអាចឆ្លើយបានអត់គ្នាយើងបងប្អូនមានអ្នកប្រើ Office license អត់ Word Excel PowerPoint មានអត់មានអ្នកប្រើ Windows license អត់មានចឹងដល់នេះសាគិតមើលនៅលើ Microsoft product របស់ Microsoft ទាំង Windows ទាំង Office ទាំងអីហ្នឹងឲ្យមានឲ្យប្រើ free អត់គឺអត់មានទេត្រូវការទិញ license នឹងអត់ត្រូវអត់អូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មក programming វិញបើយើងប្រើ .NET framework រាល់ package ទាំងអស់រាល់ tool ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែ license ទាំងអស់អូខេឧទាហរណ៍ថាចង់ connect ទៅកាន់ Azure server អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអូខេទិញ Azure server មកកញ្ចប់មកចង់ប្រើជាមួយនឹងអូខេ tool Wireshark Studio នេះក៏វាត្រូវការទិញដែរបើយើងប្រើ key បានតែមួយខែបើទិញគឺប្រើបាន unlimited អូខេអញ្ចឹងហើយបានជាវាបង្កើត .NET Core មកមួយទៀតដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើក្នុងទម្រង់ free បានតើណាត់អូខេអញ្ចឹងបើសិនជា ASP.NET អត់អាចប្រើ free បានទេឬក៏អត់អាចព្រុញទៅកាន់អូខេ hosting អី free បានគឺ Microsoft វានឹងដាំក្បាលចុះទៅវិញហីដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះ framework free ច្រើន
PHP miền đang bị Laravel, React, ok, à lấy trên Flutter tiết, hay miền Vue.js tiết, chẳng miền chờn, chẳng, ok, .NET có việc chi diêm, huynh, product viết tới chia, ok, open source mà chuẩn luôn đại, chẳng đôi .NET Core này ấy, cứ dương ai phở viết không tùm rung chia open source bản, ok, rung đơ Git, rung đơ ấy nâng cứ support được nhiệt, hay dương ai phở bản được nhiệt, chẳng hai từ dương ai build via không tụm rung chia framework của bạn không tụm rung chia core của bạn ok hay ai phở ban từng pi tụm rung ok và phết API của bạn và phết tệ tông chủ mùi nâng MVC của bạn ok chắc ca priếp thiếp viên miên phần nâng hay structure bổ viết của ớt khóc nha màn đại chẳng bởi dương phở MVC viết bắt đầu từ lưu mùi nha controller mùi ni model mùi ni view nông ni đôi khi nha controller model view chứ nó đi chập tà bay cho nó nâng ngồi ở chỗ ba tới phở mũi ná của bạn đây đó nó ok để ra tới core component này MVC cứ bay nâng ngay ok chứ miền phần nâng sẽ mẹp ca nghe dự ok chứ ca nghe và to tiết đại đồng hồ này thật phước cứ bà ca project P nâng ngồi lục hủ mùi màu hãy chọc via từ con ông folder tại mùi ok chẳng chăm tí tiết lục hồ này nôm lại nâng chẳng lục hồ xong và chọc video bằng nâng sân và cùng chẳng